Xin chào tất cả mọi người. Video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tới các bạn một sản phẩm siêu hữu ích dùng được cho rất nhiều lứa tuổi, từ trẻ nhỏ này cho đến người trưởng thành và cả người già cũng dùng được luôn nhá. Đó chính là máy làm sữa hạt mini của Gamehaus có mã là GH110. Có thể mọi người chưa biết thì protein ở trong một số loại hạt như hạt đậu nành này hay là hạt đậu tương còn cao hơn cả protein ở trong thịt nữa. Đối với trẻ nhỏ thì điều này rất có lợi, bởi vì khi mà uống sữa hạt tươi như vậy thì hoàn toàn sẽ không có chất bảo quản cũng như là các chất phụ gia tăng trưởng. Ngoài ra thì cũng cung cấp thêm rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ nhỏ nữa. Được rồi, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chiếc máy làm sữa hạt này nhé. Ở phiên bản này thì sẽ có hai màu đen và trắng. Màu đen thì trông khá là sang trọng, còn màu trắng thì rất là thanh lịch, phù hợp với hầu hết không gian nhà bếp. Máy có lớp bằng đế cao su chống trơn trượt trong quá trình sử dụng, tay cầm chống nhiệt. Khi đun nấu trong thời gian dài thì cũng không lo bị nóng tay. Khi máy cắm điện như thế này, mở nắp ra thì máy sẽ luôn luôn báo lỗi E2 cho đến khi đóng lại nắp máy vào đúng khớp thì máy sẽ không còn báo lỗi nữa. Bên trong máy được làm bằng chất liệu thép 304 an toàn với sức khỏe, cùng với 6 lưỡi dao giúp cho việc xay nấu thực phẩm trở nên nhuyễn hơn. Dung tích thông thường của máy là 600ml và có thể nấu tối đa lên đến 800ml, thích hợp cho dùng cá nhân hoặc gia đình nhỏ từ 2 cho đến 3 người. Máy bao gồm 8 chức năng được cài đặt sẵn giúp cho việc nấu sữa hạt trở nên cực kỳ dễ dàng và nhanh chóng, bao gồm chế độ soy milk có nghĩa là xay và nấu sữa hạt, rút có nghĩa là xay sinh tố, porridge là nấu cháo, ripehead là nấu cháo hạt có nghĩa là cháo dinh dưỡng, nút milk là xay hạt, corn juice có nghĩa là nấu sữa ngô, keep warm là giữ ấm và nút clean có nghĩa là vệ sinh. Bạn chỉ cần ấn nút start, sau đó lựa chọn chu trình nấu phù hợp. Khi lựa chọn đến đâu thì máy sẽ có nhấp nháy ở dòng chữ đến đó, và sau đó ấn tiếp nút start là máy có thể hoạt động được rồi. Ví dụ như buổi tối hôm trước khi đi ngủ lúc 23 giờ thì mình sẽ chọn tính năng hẹn giờ đối với sữa ngô là 7 giờ thì đến 6 giờ sáng hôm sau máy sẽ tự động nấu, và 30 phút sau thì mình đã có sữa để uống mang đi làm hay là đi học chẳng hạn. Ok, vậy là mình đã giới thiệu hết về sản phẩm máy làm sữa hạt Gamehaus GH110 này rồi. Nếu như mọi người quan tâm đến sản phẩm thì mình sẽ để thông tin ở dưới góc phải của video này nhá. Máy thì sẽ được bảo hành chính hãng 18 tháng của nhà cung cấp tại Hồ Chí Minh và cả Hà Nội. Mọi người cần tư vấn gì thì cứ gọi qua số hotline của Gamehaus là được. Ở những video lần sau thì mình sẽ hướng dẫn mọi người một số công thức sữa hạt này, sinh tố hay là nấu cháo cực kỳ đơn giản và bổ dưỡng ngay tại nhà nhé. Hãy chờ đón ở những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.